năm trầm cảm lần đầu tôi bị trầm cảm là khi bị buộc phải bỏ học về phụ việc kinh doanh của gia đình bệnh của tôi lúc đó không nặng và cũng không kéo dài tôi không nhận ra tại sao mình bị như vậy và cũng không thấy được mối liên hệ giữa các dấu hiệu bên ngoài của sự nóng giận và các cảm giác bên trong là sợ hãi lo lắng và căng thẳng với mức độ trầm cảm mà tôi đang có việc dùng chất gây nghiện chắc chắn không giúp ích được gì mà còn làm trầm trọng thêm vấn đề bởi vì tôi đã mất kiểm soát bản thân nên mới phải đến chỗ Gui ở trong một thời gian dài vào lúc này thầy thường để ý đến các cảm xúc của tôi và hay nói rằng hãy tiếp tục thực hành và quan sát tâm tôi thực hành thiền chỉ phát triển định bởi vì đó là cách duy nhất tôi có thể dùng để thoát khỏi nỗi lo âu sợ hãi đang diễn ra khi thực hành thiền chỉ nỗi sợ của tôi mờ dần bởi vì tôi tập trung vào một đề mục nhưng khi thực hành vipassana tôi bắt đầu thấy lo lắng khi rải sự chú ý lên nhiều đề mục tôi gặp nhiều khó khăn trí tuệ của tôi không đủ mạnh để giúp đương đầu với sự loạn động diễn ra trong tâm trong thời gian này Sayyadhu Gui đã nhiều lần thay đổi những chỉ dẫn dành cho tôi có lúc thầy nói hãy quan sát đề mục này quan sát đề mục kia hoặc nhiều đề mục hoàn toàn phụ thuộc vào việc thầy nhận định khả năng tôi đối mặt với tâm mình thế nào phương pháp chính của thầy tôi là quán tâm sittanupassana nhưng thầy vẫn sẽ hướng dẫn thiền chỉ nếu cần thiết vào lúc đó tôi nghĩ rằng mình sẽ đắp y mãi mãi, nhưng do áp lực gia đình buộc tôi phải quay về giúp việc kinh doanh. Cuối cùng tôi cũng phải xả y sau hai năm tu tập. Khi quay về đời thường, trí tuệ của tôi đã được củng cố phần nào. Do thực tập thiền chỉ, định của tôi khá mạnh. Nhưng dù vậy, nó vẫn rất mong manh trước các ảnh hưởng của môi trường làm việc bên ngoài. Và không lâu sau đó tôi đã quay lại với các dính mắt cũ để đi tìm chút hạnh phúc cho mình tôi bắt đầu thấy tâm trí tuệ của mình hiện diện mặc dù vẫn tiếp tục các thói hư tật xấu cũ bao gồm sử dụng thuốc kích thích và những hành vi bất hảo vân dân. nhưng có cái gì đó trong tôi đang nhắc nhở điều này không tốt điều kia không đúng tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ và tội lỗi trí tuệ đã ảnh hưởng và phản ứng lại trước các phiền não như thế trong tâm những xung đột giữa trí tuệ và phiền não vẫn tiếp tục trong những năm tiếp theo. Do những xung đột này, tôi đã trải qua nhiều cảm giác tồi tệ, chủ yếu là lo lắng, căng thẳng, sợ hãi và tức giận. Nhưng do vẫn có thể đánh lạc hướng bản thân bằng những hành động sai trái, tôi đã không nhận ra rằng trầm cảm trong tôi đã tạo được đà phát triển và bắt đầu xâm chiếm. Cảm thọ Vedana Chừng nào cái thân này có tồn tại, chúng ta sẽ còn có các cảm giác và bởi vì có tâm nên chúng ta sẽ có các cảm xúc trong tâm. Do thân và tâm tương tác với nhau nên sẽ có vô vàng sự kết hợp giữa các cảm xúc và cảm giác trên thân, tâm xảy ra trong từng khoảnh khắc. Chúng ta có thể phân loại cảm thọ Vedana thành thọ khổ, Dukkha Vedana, thọ lạc sukha vedana và thọ trung tính, upekkha vedana. Và bên dưới các cảm thọ này có hoạt động vi tế hơn, đó là chỉ cảm nhận mà không có điều kiện nào thêm vào. Bởi vì thân thể chúng ta bị chi phối bởi những quy luật tự nhiên, nên chúng ta chắc chắn sẽ luôn phải chịu đựng những cơn đau ốm, bệnh tật. Cách tâm phản ứng trước những nỗi đau này sẽ quyết định việc chúng ta có tạo ra nhân cho đau khổ hay không. Theo hiểu biết của tôi, trạng thái tự nhiên của tâm là một trạng thái cân bằng, trung tính. Nghĩa là, với sự hiện diện của những gì đang xảy ra trên thân, không có các loại thọ trên tâm là hỷ, somanasa hay ưu, domanasa. Tâm tự nhiên trú vào trạng thái cân bằng, upekha và trí tuệ khi vượt qua cảm thọ đây là trạng thái tự nhiên của chúng ta khi chúng ta nói rằng muốn hiểu một đề mục thì thông thường là sự chối bỏ đề mục khó chịu và mong muốn nó mất đi chúng ta muốn nó biến khỏi cuộc sống của mình càng nhanh càng tốt nếu điều gì đó vừa ý xuất hiện thì câu chuyện lại khác bám lấy nó làm nó kéo dài thêm đó có phải chánh kiến không không chúng ta thực hành để nhận ra cảm xúc chỉ là cảm xúc là một hiện tượng tự nhiên cảm xúc này không phải là một ai đó hay một thực thể nhất định khi bạn nhận ra nó không thuộc về cá nhân thì bạn sẽ không còn vấn đề gì với nó nữa đây là chánh kiến chỉ khi chúng ta coi cảm giác là của tôi thì chúng ta mới gặp rắc rối với nó do đó làm ơn hãy nhận ra điều gì đang ẩn sau thái độ của bạn khi cảm xúc dâng lên chúng ta thực hành bởi vì chúng ta muốn có hiểu biết với hiểu biết chúng ta có thể xem xét toàn bộ cuộc sống của mình và trí tuệ sẽ đến chúng ta phải có thái độ khách quan khi làm việc với cảm xúc chúng ta thấy rằng mặc dù đang diễn ra nhưng cảm xúc xuất hiện do các nhân trong quá khứ và các duyên đang tác động lên thời khắc hiện tại. Chúng ta cần nhắc nhở bản thân rằng, cảm xúc là một tiến trình tự nhiên và chúng ta chỉ nhận ra, biết nó như vậy và để tâm quan sát nó. Cái chúng ta cần coi trọng là thực sự chánh niệm trên cảm xúc. Hãy bắt đầu chánh niệm thay vì phàn nàn, kinh nghiệm này không tốt, diễn biến tâm không nên như vậy, đây là một kinh nghiệm không lành mạnh, cần phải xảy ra theo hướng khác thay vì suy nghĩ về kinh nghiệm theo bất kỳ hướng nào chúng ta cần nhận ra rằng mình đang thực hành và tiến trình thực hành đang diễn ra bởi vì chúng ta chánh niệm và biết rằng mình đang có chánh niệm việc thực hành đang diễn ra tốt rồi nên hãy chỉ chánh niệm trên các hoạt động của cảm thọ làm bất kỳ chuyện gì hơn thế đều tạo ra các duyên mới một ngày kia thầy đã dạy tôi khi nhìn thấy mọi thứ như chúng đang là đó là chánh kiến điều này tác động rất mạnh lên tôi và từ đó tôi cố gắng nhìn vào mọi thứ mà tôi kinh nghiệm một cách trung lập ngay cả khi những suy nghĩ trong tâm vô cùng kinh khủng hay là nghĩ tới những điều tồi tệ về người khác tôi biết chuyện gì đang diễn ra trong tâm nghĩa là tôi đang làm đúng việc cần làm chỉ cần chánh niệm phán xét một kinh nghiệm hay cải tiến nó chỉ tạo nên một duyên khác tôi muốn tất cả các bạn cảm nhận được rằng kinh nghiệm không quan trọng bằng sự hiện diện của chánh niệm đây là điều quan trọng nhất trong việc thực hành của chúng ta thọ khổ dukkha vedana thánh đế thứ nhất của đức phật khổ dukkha chỉ có thể hiểu từ góc nhìn của chánh niệm thực sự trên kinh nghiệm đang diễn ra để thấy được sự thật về khổ không có nghĩa là nó phải xuất hiện ngay tại thời điểm chịu đau khổ chỉ khi chúng ta thấy và hiểu được đau khổ có thể đến từ sự hài lòng và hạnh phúc thì chúng ta mới thực sự thấy được sự thật về khổ chúng ta đang nhìn vào nhân và quả nếu có một sự khao khát tìm cầu sự dễ chịu hay hạnh phúc thì cũng sẽ có sự chối bỏ đối với cảm giác khó chịu và sự không hạnh phúc nếu nghĩ rằng chỉ khi chịu đau khổ chúng ta mới thấy được sự thật về khổ thì làm sao chúng ta có thể hiểu được việc kinh nghiệm trạng thái định lạc hoặc bình yên cũng là khổ nếu ta nhìn nhận các kinh nghiệm theo cách đó có nghĩa là tâm si đang có mặt thánh đế về khổ được nhận thức bởi một trí tuệ sáng suốt thì hoàn toàn đối nghịch với nhận thức của một hành giả không có trí tuệ hiểu biết đúng về sự thật về khổ là một trí tuệ hiểu biết về khổ không phải là trải nghiệm khổ khi hiểu biết như thế tâm cảm nhận được năng lượng sự tự do và không dính mắt tâm lúc này không có ham muốn và phiền não trong khi trải nghiệm khổ thì làm cho kiệt quệ và thường là suy nhược chỉ khi tâm không cho rằng một kinh nghiệm là dễ chịu thì nó mới hiểu được thánh đế thứ nhất về khổ dựa trên kinh nghiệm sự quan sát khổ không đơn giản và dễ hiểu cảm xúc của chúng ta có thể rất lẫn lộn mà không tâm không thể cùng lúc có cả cảm xúc thiện và bất thiện nhưng bản chất của tâm là biến động chuyện này diễn ra quá nhanh đến nỗi cảm xúc của chúng ta dường như lẫn lộn mọi thứ như thể đều ở đó cùng lúc tốt và xấu trí tuệ và dại dột tất cả đều cùng xảy ra do đó đừng mong đợi quá nhiều nhiều hành giả trình pháp rằng và rõ ràng là như vậy nhờ có chánh niệm mà họ sẽ luôn đưa ra quyết định đúng vào thời điểm đó hầu hết chúng ta đang ở giai đoạn học hỏi và chỉ có thể quan sát giữ chánh niệm trong khi tâm làm công việc của nó hết lần này đến lần khác. Khổ là sản phẩm phụ của tâm si. Nếu làm việc với nó bằng một thái độ thiện xảo, chúng ta có thể học hỏi từ nó. Và một sự hiểu biết về khổ có khả năng đẩy lùi tâm si. Nếu quan sát thật kỹ lưỡng những cảm xúc phát sinh khi trải nghiệm khổ đau, chúng ta có thể hiểu biết về khổ, vốn sinh ra từ sự bám chấp vào các đối tượng ở các cửa giác quan toàn bộ tiến trình khổ sẽ chứa đựng dữ liệu và thông tin cần thiết cho tuệ giác sinh khởi. Chỉ bằng việc tìm hiểu nhân và duyên của khổ mà chúng ta sẽ đạt đến bất kỳ hiểu biết nào về nó. Nếu có thể đơn giản là hiện diện cùng với cái khổ thì chúng ta có khả năng tìm ra một điểm bình yên tĩnh lặng, giống như tại tâm bảo, nơi ta có đủ không gian cho phép mình lùi lại và bắt đầu tìm hiểu xem cái gì đã làm chúng ta khổ. Từ đây, chúng ta có thể đạt được một hiểu biết về kinh nghiệm đang diễn ra. Mặc dù kết cục cuối cùng của hành động có thể vẫn chưa lộ diện hoàn toàn. Có thể có một lượng lớn cảm xúc lẫn lộn mà bạn đang trải qua và thấy rất khó để thấu suốt. Bằng việc liên tục chánh niệm, tâm bắt đầu tỉnh tại sâu hơn, chánh niệm trở nên sắc bén hơn và chúng ta có thể bắt đầu quan sát tách từ từ và nhận diện từng cảm xúc đơn lẻ dẫn đến nguyên nhân của các vấn đề. Từ cách nhìn khách quan này, chúng ta có thể thấy nguyên nhân và bản chất vô ngã của các cảm xúc. Chúng ta thấy chúng không phải tôi, không phải của tôi, không khổ đau, chỉ là hiện tượng tự nhiên thế thôi. Đây là trí tuệ đã thế chỗ cho tâm si. Đây là tuệ minh sát khi chúng ta có được chút đà chánh niệm nhưng sau đó lại sa vào một hoạt động bất thiện thì quả diễn ra ngay lập tức và rất rõ ràng nỗi khổ mà chúng ta phải chịu là rất thô và hiện ngay trước mặt chúng ta kinh nghiệm được đúng bản chất của nó đây chính là diễn biến tự nhiên bởi vì có đà chánh niệm chúng ta ít có khuynh hướng dùng những sự tiêu khiển để làm giảm nhẹ những cảm giác khó chịu trong tâm thay vào đó chúng ta hiện diện cùng với chúng sự đau khổ có thể rất mãnh liệt nhưng vì có đà chánh niệm chúng ta có thể quan sát đúng bản chất của nó và vượt qua nó khá nhanh tất nhiên miễn là chúng ta có thể nhận ra nguyên nhân và không tiếp tục bám chặt vào đó chúng ta cần song hành với kinh nghiệm và nghiên cứu kinh nghiệm để hiểu được tại sao nó xảy ra nếu chúng ta cố gắng suy diễn kinh nghiệm nghĩa là biện minh hoặc lập luận về nó thì chúng ta sẽ bị dính chặt vào trong khái niệm hay câu chuyện điều này chỉ kéo dài thêm khổ đau bởi vì nội dung câu chuyện sẽ làm phát sinh thêm cảm xúc chúng ta phải luôn luôn quay lại và đối diện với cảm xúc bằng cách tiếp xúc hoàn toàn với nó chúng ta có thể có được trí tuệ và tiếp tục tiến bộ tuệ giác ở đây là thấy được tiềm năng đau khổ có thể sinh khởi khi dính mắt vào bất kỳ đối tượng giác quan nào dù chúng mang lại cảm giác dễ chịu hay khó chịu nói cách khác chúng ta thấy khổ hiện hữu trong đề mục quan sát nếu chúng ta không thấy được như vậy thì tâm si đang hiện diện những cảm xúc mà tôi đã trải qua tất nhiên là rất đa dạng và hỗn tạp lo lắng, sợ hãi, buồn rầu và vượt lên tất cả là sự giận dữ. Lúc đó, tôi 25 tuổi và đã quay về hẳn với việc kinh doanh của gia đình. Tôi chịu trách nhiệm quản lý cửa hàng, nghĩa là chẳng còn vui chơi gì nữa. Vì tôi mong muốn những thứ khác từ cuộc sống thay vì phải làm việc trong chợ, nên ngoài sự tức giận, một lần nữa tôi lại rơi vào cảm giác chán nản. Tôi đã theo dõi tâm mình và tự hỏi có thể làm gì với nó câu trả lời lúc nào cũng vậy là tranh đấu hoặc bùng lên giận dữ tôi đập phá đồ đạc và vài lần tự làm mình bị thương có một lần tôi đã đánh vào vật gì đó rất mạnh dẫn đến gãy xương bàn tay rồi một lần khác tôi bị thương ở chân do đá vào một cái gì đó nếu không có được thứ mình muốn ngay lập tức tôi sẽ hét lớn và nổi điên Mỗi khi nổi giận với cha mẹ, tôi sẽ cố tình làm những điều họ không thích để khiến họ phải phiền lòng. Sau trận lôi đình, ngay lập tức tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi không nghĩ là nó đã hết hoàn toàn, nhưng ở bên trong nó chỉ tạm thời rút lui. Sau một khoảng thời gian yên ắng, tôi lặp lại cái dòng luẩn quẩn đó. Lần sau lại ngang bằng hoặc tệ hơn lần trước. Cuối cùng thì một lần nữa Tôi quay lại tu viện với Sayadaw Gui và lần này là do tự tôi quyết định. Với những gì đã trải qua, tôi thấy mình không có nhiều sự lựa chọn. Trở lại tu viện lần này, tôi thực hành rất kiên định. Tôi tập trung chủ yếu vào phương pháp thiền chỉ và đã đạt được sự tập trung khá mạnh. Tôi cũng thử thực hành Vipassana, nhưng giống như những lần trước, quá nhiều đề mục làm tôi bị rối và lo lắng do sự tập trung quá mạnh nên mỗi khi phiền não xuất hiện nó bật lên mạnh mẽ và áp đảo tôi với khả năng của tôi vào lúc đó quan sát một đề mục là sự lựa chọn dễ chịu hơn có một số trí tuệ về khổ và vô thường anicca đã sinh khởi trong giai đoạn này những hiểu biết đó đã cho tôi một sự kiên định mạnh mẽ để nỗ lực hơn nữa và quyết tâm theo đuổi việc hành thiền. Nhưng rồi chỉ 8 tháng sau, thế giới bên ngoài lại một lần nữa réo gọi. Tôi nhận ra rằng mình không thể ở lại thêm được nữa. Lần đó tôi rời tu viện dẫn với nhiều nỗi sợ hãi và lo lắng trong tâm. Tôi nhớ trong lúc trên xe từ tu viện về nhà, chúng tôi đi ngang qua một viên cảnh sát đang điều khiển giao thông ở Bùng Binh. Tôi đột nhiên lo lắng rằng Người đó biết tôi và tất cả những điều xấu xa tôi đã làm trước đây. Tôi đã rất sợ hãi và chỉ mong nhanh về tới nhà để được ở yên một mình. Lần đó, sau khi xả y, tôi thực hành cần mẫn trong khoảng 8 tháng. Nhưng sau đó, việc thực hành của tôi dần yếu đi. Tâm trí tôi rất nhạy cảm và bởi vì nó đã trở nên khá hiền lành, tôi thấy sợ mọi người chung quanh. Mỗi khi đối mặt với bạo lực hoặc hành vi thô lỗ tôi trở nên rất lo lắng và sợ hãi lúc này tôi đã có một ít trí tuệ về khổ và vô thường tôi bắt đầu hiểu rằng hạnh phúc và đau khổ chỉ là phù du chúng không tồn tại vĩnh viễn cuộc đời tôi đã đau khổ đến mức mỗi sáng thức dậy tôi tự hỏi mình phải làm sao cho qua hết ngày hôm nay nhưng nhờ quán chiếu những hiểu biết trước đó về khổ và vô thường tôi đã quyết tâm đứng dậy và đối mặt với cuộc đời công việc của tôi tràn ngập khó khăn khi đến cửa hàng tôi trở nên lo lắng vì phải ứng phó với nhiều người lúc nào cũng hoảng sợ tay tôi rung lên mỗi khi ai đó nhìn lâu về phía mình tôi cho rằng mọi người coi thường mình và hay nghĩ mình không tốt mình không tốt do cảm giác rằng mọi người đang phán xét mình nên tôi chỉ muốn một mình đơn độc tôi không hề muốn tham gia vào đám đông chút nào nữa tôi ở nhà nhiều hơn và tự chơi cờ do đó tôi đã chơi rất giỏi sự tập trung làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút so với các cảm xúc bình thường trong thời gian này tôi giao tiếp rất ít với gia đình họ thường để tôi một mình tôi thấy cách duy nhất để vượt qua trầm cảm là tự mình nỗ lực loại bỏ nó theo cách riêng lúc này tôi rất đau khổ tôi theo dõi tâm mình và cố tìm hiểu xem tại sao mình hành động như thế này hoặc nghĩ như thế kia nó đem lại chút ít hiểu biết nhưng không giúp tôi nhẹ nhõm hơn khỏi nỗi buồn phiền thực sự tôi chỉ thực sự giải thoát khi ngủ vô thường anicca bằng việc thực hành vipassana chúng ta có thể học hỏi từ chính tự nhiên nếu nhìn xung quanh chúng ta sẽ thấy tự nhiên luôn thay đổi và mất đi không có gì là trường tồn bất biến một cái cây phát triển theo các điều kiện của mùa màng ra hoa tạo hạt rồi chết chúng ta cũng thế cả thân và tâm luôn luôn trong trạng thái liên tục thay đổi bởi các điều kiện hay là nhân và quả cách đối tượng cứ mãi mãi sinh lên và diệt đi đây là ý nghĩa của vô thường chúng ta cần hiểu được và biết rằng bất cứ thứ gì đang xảy ra, cho dù là cảm giác, tâm suy nghĩ, cảm xúc hay chánh niệm, nó đang diễn ra, sự sinh khởi đang diễn ra, sự trở thành đang diễn ra, sự sinh khởi và trở thành đang diễn ra. Diễn biến liên tục này là anicca, vô thường, nhưng nó cũng là khổ. Đây là bản chất tự nhiên của sự thay đổi khi có dính mắc vào một đối tượng nếu chúng ta có thể chánh niệm mà không có sự dính mắc trên tất cả các đối tượng đang sinh lên và diệt đi thì chúng ta sẽ đạt đến một hiểu biết về quy luật tự nhiên của sự vô thường. Tôi đã từng nói rằng đừng dùng quá nhiều sức lực hoặc là quá chú trọng vào cố gắng để quan sát sinh diệt. Nhìn thấy thứ gì đó sinh và diệt cũng chỉ là một kinh nghiệm. Về mặt lý thuyết thì dù bạn thấy cái gì đó nó có thể có hoặc không đem lại những hiểu biết về vô thường. Sự hiểu biết về vô thường sẽ xuất hiện một cách tự nhiên. Nó là một tuệ minh sát do việc thực hành được duy trì liên tục. Hiểu biết này sẽ chỉ xảy ra khi bạn thu thập đủ thông tin từ việc quan sát liên tục. Tâm nóng giận. Khi tôi còn bé cha tôi thường đưa tôi và tất cả các anh chị em đi thăm thầy sajador gui hỏi chúng tôi đã thấy ma quỷ lần nào chưa chúng tôi trả lời là chưa à các con có muốn thấy ma quỷ không chúng tôi đều đồng thanh nói có và sajador gui nói lần tới khi nổi giận hãy đi nhìn mình trong gương và các con sẽ thấy còn quỷ trong đó khi thấy mình trong bộ dạng lúc đó các con sẽ không bao giờ nổi giận nữa. Sư cũng thường hỏi một câu khác. Sự tức giận lớn cỡ nào? Cỡ nắm tay hay trái banh? Chúng ta thường dán nhãn cho sự tức giận của người khác là sự tức giận của họ hay sự tức giận của chính mình là sự tức giận của tôi. Nhưng đây là cái nhìn sai lạc. Sự tức giận của người Trung Quốc có lớn hơn sự tức giận của người Ấn Độ không? Không, chúng như nhau cả thôi tức giận là tức giận nếu chúng ta coi các phiền não là của mình hay dán nhãn sự tức giận chúng ta đang không thực sự hành thiền chúng ta không thể nào hiểu nổi bản chất tự nhiên đích thực của chúng sân và tham có những tính chất riêng sân có tính phá hủy hoặc tiêu diệt và dữ dội trong khi đó tính chất của tham là bám níu và dính chặt vào giống như keo nó giữ chặt và không muốn thả ra. Chúng ta có thể nhìn vào sự nổi giận như một hiện tượng tự nhiên. Nó xuất hiện và mất đi. Đây là một phần của tự nhiên. Và trong tâm chúng ta cũng có các hành Sankhara do các nhân trong quá khứ và duyên. Thứ mà chúng ta luôn khăng khăng cho rằng nó là thực tại của chính mình. Chúng giống như những nút thắt trong tâm, có thể rất vi tế và khó thấy sức bùng nổ thực sự của tâm sân là tự nhiên và hoạt động giống như một bộ khuếch đại để từ đó chúng ta có thể đưa ra quan điểm của mình đây là cách chúng ta sử dụng để bảo vệ các quan điểm mà mình đang nắm giữ nó có thể xảy ra quá nhanh và vượt ngoài tầm kiểm soát chỉ trong tích tắc vậy làm sao chúng ta có thể đương đầu với một sức mạnh như thế khi cơn sân bùng nổ có thể là đã quá trễ chúng ta đã bị nó cuốn theo. Đám cháy đã nằm ngoài tầm kiểm soát và chúng ta không có nước để dập lửa. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng chánh niệm, chúng ta có thể học cách nhận ra các dấu hiệu sớm, sự căng thẳng trên cơ thể và các hoạt động trong tâm trí. Sau đó, nỗ lực để nhận biết và tìm hiểu các hoàn cảnh thực tế và cả những điều kiện trong tâm sẽ chầm ngòi cho cơn giận. Điều này sẽ đem lại hiểu biết giúp gỡ rối các nút thắt. Có một lần tôi đã rất giận dữ, sau khi thực hành liên tục trong một khoảng thời gian dài. Trước đó, ít nhất trong 6 tới 8 tháng trời, sự giận dữ không phải là vấn đề đối với tôi. Tôi đã cảm thấy không khỏe trong suốt cả ngày làm việc. Trở về nhà vào buổi tối, tôi nói em trai lấy cho mình ít thuốc tây. Cậu ấy trả lời tôi một cách thô lỗ. Vậy là tôi đã nổi điên ngay lập tức. Chị gái của tôi sau đó chạy đến và nói: "Nè, sao cậu lại có thể nóng nảy như thế khi đã hành thiền miên mật ngay lập tức tôi nhận ra hậu quả do cơn sân của mình gây ra cho cả nhà em trai tôi mặt mày sợ hãi và những người còn lại thì rất lo lắng tôi có thể thấy được cả tiến trình cơn sân đã tích lũy ra sao trong ngày bởi vì tôi đã cảm thấy không khỏe nhưng vẫn phải xoay sở buôn bán một mình do đó nó đã đạt đến cực đỉnh vào buổi tối khi em tôi lên tiếng và làm cơn thịnh nộ bùng phát tôi đã nghĩ sao mày dám nói chuyện với tao kiểu đó và rồi bùm cơn thịnh nộ nổi lên tôi đã bùng nổ như một quả bom hydro trí tuệ của tôi chưa đủ mạnh để thấy được các dấu hiệu cảnh báo sớm của sự giận dữ trong suốt cả ngày và dập tắt đám lửa trước khi nó trở thành một thảm họa tôi xin lỗi em mình ngay lập tức và nói với cậu ấy không phải lỗi của cậu là lỗi của anh từ đây tôi đã hiểu rất rõ toàn bộ tiến trình và một ít trí tuệ đã sinh khởi tâm tôi lúc này hiểu rất rõ ràng rằng chẳng có lý do để nổi giận với bất kỳ ai trong bất kỳ tình huống nào hoặc hoàn cảnh nào nó không đem lại lợi lạc cho ai cả từ dạo đó tôi nghĩ ra một kế hoạch để chống lại cơn giận công thức cơn giận 0 1 0. Mỗi khi tôi nhận ra mình đang giận ở mức độ 1, tôi sẽ chú tâm cẩn thận và đưa nó về 0. Bởi vì một đốm lửa nhỏ có thể trở thành một đám cháy lớn, dẫn đến mất kiểm soát và lên đến mức độ 10 rất nhanh chóng. Tôi cũng theo dõi nó đi từ 1 lên 2, lên 3, lên 4, rồi nó lại giảm xuống 3, rồi bất thình lình quay lên mức 6. Đây là bản chất tự nhiên của sân nó rất bất ổn và chỉ bằng việc quan sát nó ta mới có thể hiểu được nó trọn vẹn kể từ đó tôi đã học được cách phát hiện ra cơn giận vi tế khi nó xuất hiện do đó mỗi khi thấy có sự bực bội trong tâm tôi tự động đưa nó về mức không trước khi nó tiến xa hơn tôi sẽ làm mọi cách cần thiết để đảm bảo cơn giận về tới mức không nếu cần thời gian tôi sẽ bỏ đi và quan sát cho đến khi tâm tôi bình lặng trở lại không cần phải suy nghĩ gì phức tạp nếu tôi suy nghĩ thì nó sẽ lại liên quan đến cơn giận khi đang làm việc và có nhiều việc phải hoàn thành sẽ luôn có thứ gì đó làm tôi khó chịu và cơn giận sẽ xuất hiện tôi sẽ chỉ quan sát nó nhẹ nhàng liên tục cho tới khi nó dịu xuống cơn giận đã xuống tới không chưa chưa khi đó bạn chưa thoát khỏi cơn giận nó vẫn ở đó. Chúng ta có thể chỉ thấy sâu tới mức mà niệm và định đang hiện diện. Nếu phiền não vẫn còn ở đó, thì lúc nào đó nó sẽ ngóc đầu lên trở lại. Sẽ tốt hơn nếu giải quyết phiền não khi nó còn mới và chưa chín mùi. Có một câu chuyện như sau. Lần nọ, mẹ và chị của tôi đã cãi nhau, gây cấn đến mức mà thực sự chỉ có mẹ và con gái mới làm được như vậy họ đều rất giận dữ, còn đã nói như vậy, không làm gì có mẹ đã làm thế, và dần dần và cả hai đều đang khóc. Tôi phải tìm ra cách nào đó để ngăn họ trước khi chuyện này phát triển quá mức. Trong giai đoạn đó, việc thực hành của tôi diễn ra khá tốt. Tôi quyết định rằng cách duy nhất mình làm được là tiếp cận họ với một cái tâm bình thản và không thiên vị ai, mặc dù một cách tự nhiên tôi muốn về cùng phe với mẹ vì vậy tôi phải mặc vào mình chiếc áo chống lửa mang tên điềm tĩnh vì tôi biết rằng mình như đang bước đi vào chốn địa ngục vậy cuối cùng bằng một tâm thế hết sức nhẹ nhàng và từ tốn tôi cũng thuyết phục được họ nhìn vào tâm mình để xem chuyện gì đang xảy ra và tôi đã đem đến cho cả hai một chút bình an sự tức giận đã làm cho chánh niệm của họ mờ mịt tới mức họ đã hành xử và bị dính mắc vào những cảm xúc thuần túy, khiến cả hai phải đau khổ nghiêm trọng. Vì tôi nói chuyện với họ bằng một cái tâm điềm tĩnh, nên tôi đã giúp họ giảm được cơn giận của mình tới mức thấy được những diễn biến trong tâm đang làm họ buồn phiền rất nhiều. Chúng ta cần phải hiểu được bản chất tự nhiên của cơn giận. Chính quá trình suy nghĩ dẫn đến sự đột ngột tăng tốc của cảm xúc. Với sự hiểu biết này, khi cơn giận xuất hiện trở lại, chúng ta có thể phát hiện các dấu hiệu cảnh báo sớm khi chúng bắt đầu sinh khởi và làm gì đó để dịu tâm trí. Hãy tự hỏi bản thân, mình cảm thấy thế nào? Dễ chịu hay khó chịu? Tâm đang chấp vào cái gì khiến nó giận đến vậy? Có chuyện gì mà tâm thấy không thể chấp nhận được? chúng ta có thể khám phá nhiều hơn về cơn giận bằng cách theo dõi diễn biến của tâm chứ không phải nội dung câu chuyện tại sao trước đây tâm không nổi giận mà bây giờ lại như thế hoạt động nào khiến tâm nổi giận chúng ta đạt được hiểu biết về tiến trình này ở mức độ nào thì cơn giận sẽ giảm đi ở mức độ tương ứng các hoạt động của phiền não dừng lại và cơn giận sẽ yếu đi sau đó khi chị dâu tôi nổi giận vì chuyện gì đó hoặc với ai đó, chị ấy sẽ bắt đầu tranh luận bằng cách lôi kéo ai đó đồng ý với mình. Chị ấy sẽ nêu chủ đề mà mình đang thấy khó chịu và nói Đây là chuyện chúng ta nên bực mình, nó phiền phức quá. Cậu nghĩ sao? Do đã thiền một thời gian, tôi biết cách tháo ngồi nổ tình huống này từ rất sớm. Tôi thường nói, chẳng có gì phải nổi giận hết. Chị cứ khăng khăng giữ lấy ý kiến đó nên thấy không chấp nhận được thôi nếu tôi im lặng thì cũng có nghĩa là tôi không đồng ý với chị ấy và chị ấy sẽ trở nên giận dữ nhiều hơn khi tôi nói chẳng có lý do gì để giận chị ấy không nói tiếp được bởi vì không có gì tiếp thêm cơn giận và làm cho nó lớn lên chúng ta có thể dùng cách tương tự với tâm trí của chính chúng ta khi không còn chú ý vào câu chuyện và quan sát quá trình một cách tổng quát chúng ta không chỉ hiểu về cơn giận và nguyên nhân của nó, mà việc này còn có tác dụng làm trạng thái tâm bớt căng thẳng. Tâm trí chúng ta luôn làm việc, nó tạo ra các phán xét và thiết lập nên những chuẩn mực nên hay không nên, ý niệm về tôi và của tôi. Nó đeo bám vào một trong số những ý niệm đó và không thích sự thật rằng điều này đã bị xâm phạm. Đây là vấn đề mà tâm luôn chống đối lúc tôi nổi điên lên với em trai mình câu chuyện là cậu đã làm vậy với tôi đây là thứ châm ngòi cho cơn giận niềm tin của tâm vào ý niệm về bản ngã và tầm quan trọng của bản ngã khi nó bị xâm phạm tôi lớn hơn cậu và cậu không nên nói chuyện với tôi theo kiểu đó niềm tin này sau đó đã tạo nên cơn giận ví dụ trong xã hội phương tây mọi người thích xếp hàng họ tin rằng đây là cách làm đúng khi đi mua hàng hoặc đợi mua thứ gì đó khi có đông người cùng muốn một thứ vậy là công bằng nhưng khi có một ai đó chen hàng mọi người sẽ nổi giận vì niềm tin của họ đã bị xâm phạm tôi đứng chờ nãy giờ còn anh thì không tôi chờ để nhận đồ ăn còn anh khiến mọi người phải chờ lâu hơn bằng cách chen ngang sao anh dám làm như vậy tâm tự thuyết phục chính nó rằng có rất nhiều thứ đã bị cản trở cũng có cả niềm tin rằng khi một người bị đánh giá là có hành vi không thích đáng, thì cách cư xử thích hợp là nổi giận với người đó. Chúng ta nghĩ rằng giá trị của chúng ta đã bị xâm phạm bởi hành vi của người khác, nên chúng ta nổi giận. Tâm luôn giận động và dễ dàng tìm ra thứ để nổi giận. Chúng ta thường bị lệ thuộc vào lời nói của người khác, những lời ca tụng hay lăng mạ, và nhìn chung là tự động bị ảnh hưởng khi chúng ta có thể quan sát được tiến trình của cơn giận một cách tổng quan trí tuệ sẽ sinh khởi các phiền não do đó cũng sẽ rút lui cơn giận chỉ là cơn giận nó chỉ là bản chất của pháp vậy thôi